Xin chào các bạn, nếu các bạn lần đầu tiên xem video hướng dẫn các dự án hay đó trên kênh của mình thì một chút thời gian cho mình nút like, nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án Aerot đến từ sàn CoinVKExchange. Dự án này mọi người sẽ có cơ hội nhận được token Shiba đến từ sàn này nhé. Để tham gia dự án này mọi người jackpot hoàn thành các nhiệm vụ đến tối đa và cầu cho mình. Bấm start này, sau đó bấm join Aerot. Ở đây các bạn đăng ký tài khoản sàn CoinExchange cho mình nhé. Link đăng ký tài khoản này thì mình sẽ để dưới phần mô tả cho mọi người. Sau đó mọi người giao kênh group Telegram nhiệm vụ đầu tiên. Bấm tham gia kênh này. Bấm tham gia kênh cho mình. Rồi sau đó chat cho mình từ đây. Ok, tiếp tục. Quay trở lại. Các bạn bấm register. Nhập mã cấp trai cho mình. Sau đó nhập UID tài khoản CoinVK của mọi người nhé. Ở đây mọi người sẽ vào sàn CoinVK cho mình. Đây mọi người nhé, lưu ý là link đăng ký tài khoản sàn CoinVK thì mình sẽ để dưới phần mô tả cho mọi người nếu các bạn chưa đăng ký tài khoản sàn CoinVK cho mình nhé. Hiện nay sàn CoinVK đang có rất nhiều chương trình Aerot, có những dự án Aerot mình đã chia sẻ trên nhóm Telegram, anh em có thể vào đấy để kiểm tra xem nhé. Rồi bây giờ vào đây các bạn bấm vào ba gạch ở đây này, bấm avatar này, sau đó copy được cái UID mọi người đấy nhé, bấm sao chép cho mình. Ok, quay trở lại tay ra, gửi UID của mọi người vào đây. Rồi, tiếp theo là các bạn follow kênh Twitter. Bấm theo dõi cho mình. Sau đó copy lại profile link kênh Twitter của mọi người gửi vào tay ra cho mình. Ok, retweet lại bài đăng này. Ở bài đăng này mọi người retweet và comment cho mình nhé. Bấm like này, retweet và comment. Bấm tweet lại, sau đó copy lại cái link retweet này. Gửi vào Telegram cho mình nhé. Ok, đã xong. Rồi vào kênh Telegram này cho mình, sau đó bấm Don. Tiếp tục follow, like và retweet là kênh liên kết. Sau đây bấm tôi đã follow nhé. Đây bài đăng của dự án này, bấm like này. Dự án này vừa mới ra nên khá là ít người biết và tham gia dự án nhé. Bấm theo dõi. Sau đó join vào hết kênh group ở đây cho mình. Bấm Don. Và cuối cùng mọi người sẽ có một cái link Z để mọi người giới thiệu bạn bè người thân. Bấm My Menu, sau đó bấm My Balance cho số dư nhé. Ở đây mọi người sẽ nhận được 100 điểm point để tham gia dự án, nhận được token đến từ dự án này. Cảm ơn mọi người đã xem video. Hẹn mọi người những video dẫn tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.